rất vui được gặp lại các bạn quay trở lại với kênh Top Sao Hoa, kênh thông tin giải trí hàng đầu Cbiz. Còn bây giờ sẽ là những tin tức của ngày hôm nay. Tin tức nóng hổi nhất ngày hôm nay 20 tháng 9 chính là việc paparazzi xứ Trung tung clip Đặng Luân cùng một mỹ nhân bị bắt gặp đi ăn tối với nhau. Hành tung bí ẩn cùng với những hành động thật đáng ngờ của mỹ nam Hương Mật Tựa Khói Xương với cô gái này khiến các fan đều tò mò không hiểu mối quan hệ thật của cả hai ra sao. Và nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình cảm gây xôn xao mạng xã hội hiện tại không phải là Dương Tử mà chính là Nghê Ni, tình cũ của Phùng Thiệu Phong, tiêm tình địch của Triệu Lệ Dĩnh. Trang Sohu cho biết cả hai cùng tới một nhà hàng để dùng bữa vào lúc tối muộn. Sau khi dùng bữa xong, Đặng Luân được trợ lý che ô kín mặt để đi ra xe. Mãi 10 phút sau, Nghê Ni mới ra khỏi nhà hàng và đi cùng trợ lý. Động thái này của hai ngôi sao được cho là để tránh sự chú ý từ phía phóng viên. Trên mạng xã hội thì không ít người nghi ngờ cả hai phải chăng đang hẹn hò với nhau. Điều đáng nói là cặp chị em hơn kém nhau 4 tuổi này vừa có dự án phim hợp tác chung tên là Dạ Lữ Nhân. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng đây rất có thể chỉ là một buổi giao lưu giữa các diễn viên trong ekip phim, chưa thể khẳng định được Nghê Ni đang hẹn hò với đàn em. Liệu rằng thì giữa hai người chỉ là đồng nghiệp hay có mối quan hệ thân thiết hơn thế? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ Top Sao Hoa bằng cách nhấn like và chia sẻ cảm xúc của bạn ở phần comment ở phần bên dưới. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại!